Mới đây, một cô gái trẻ bất ngờ nhảy thẳng lên bàn, cởi đồ, tay cầm chai thủy tinh, quậy tung quán net, khiến cái thanh niên vội vàng buông chuột chạy đi. Đoạn clip ghi lại cảnh tượng khó hiểu trong một quán điện tử do một cô gái trẻ gây ra. Cô này trèo hẳn lên bàn và đi qua đi lại giữa dãy bàn phím. Khách trong quán bỏ ra xa, không ai dám lại gần vì cô gái cầm chai thủy tinh trên tay. Không dừng lại ở đó, cô gái còn quát nạt, làm vẻ dữ tợn và thách thức những người xung quanh. Thanh niên chơi game trong quán vội chạy ra xa, không ai dám lại gần cô gái này. Nhiều người dân đi đường hiếu kỳ đứng lại xem. Sự việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cô gái hành xử trong trạng thái không tỉnh táo. Hiện tại, sự việc vẫn đang được làm rõ, nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng trước hành động của mình.